dụng cụ mà lắc vòng đối với bạn Hoàng thì cực kỳ khó khăn. Còn cái chuyện lắc vòng thì thực hình cũng biết. Tôi là người làm. Wow. Tôi là một người có cái kỹ năng về cái việc giữ thăng bằng khá tốt. Chỉnh giờ đi. Không ổn. Cố lên gần xong rồi. Mình không thể nào lắc được. Xong. Lúc đó thì thực sự là tôi không có một cái đánh giá gì về cái khả năng của mình và khả năng của đội Hoàng Thảo cả. Tôi chỉ có một cái suy nghĩ rằng là đội mình đang ở trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm và mình phải cố gắng để mình chơi những cái game nó một cách nhanh nhất. Cái thử thách lớn nhất chính là cái thử thách lắc vòng. Lắc 3 cái vòng, từ xưa nay mình chưa lắc đến một cái vòng thì nó là 3 cái. Cái lần đấy là cái lần mà tôi nghĩ rằng là mình phải quyết tâm hết sức. Quyết tâm hết sức thì mới có thể qua được. Cố lên. Về đích thì đây. Đưa về đích rồi tôi gửi lại. Thật sự cái cảm giác lúc đó là cực kỳ là thất vọng. Thì tôi thực sự là lo lắng, rất lo lắng. Thì cũng tự an ủi là ok, có về cuối thì cũng không vấn đề gì. Quan trọng là cái thử thách cuối cùng bạn Hoàng phải hoàn tất được. Chí Bình, Hồng Long, sau một trận đua rất là vất vả, hai bạn đã về đích. Nhưng hai bạn đã chưa hoàn thành nhiệm vụ tại hồ bơi, sẽ bị phạt 90 phút. Thì xin mời hai bạn tại hồ bơi. Còn hơn một tiếng nữa. Ừ. Một tiếng 90 phút, giờ được 25 phút rồi. Kỳ thú đó. Rồi đúng, chính xác rồi, kỳ thú. Mình phải lắc bằng cái đầu gối và cái đó là rất là khó, không có đội nào làm được mà mình làm được cái chuyện đó.
Đứt. Chính xác đứt. Cũng dễ vậy. Ok thôi. Minh Hoàng, Phương Thảo, hai em đã về đây sau một cuộc đua rất vất vả và rất căng thẳng. Tôi biết cuộc đua này rất là đặc biệt cho hai em, nhất là gia đình của Thảo. Hai bạn có thể tiếp tục vui vẻ và yên tâm. Từ hai bạn là một trong ba đội bước vào chung kết của cuộc đua tỷ thú. Chúc mừng hai bạn. Thật sự là xin lỗi bác vì con đã bắt cóc bạn Thảo đi hơn một tháng trời mà hầu như là không liên lạc được gì với gia đình. Với bên Hồng Long, hai bạn là một trong bốn đội xuất sắc và chương trình này có thể sẽ thiếu một sự hấp dẫn nếu không có sự góp mặt của hai bạn. Nhưng rất tiếc, hôm nay hai bạn đã về đích cuối cùng. Chương trình và khán giả sẽ chia tay với hai bạn ở đây. Chí Bình, Hồng Long, đội chơi luôn được đánh giá cao về sức mạnh và những kỹ năng tuyệt vời. Đã dừng bước ngay trước trận chung kết, họ dừng chân tại cuộc đua, nhưng không bao giờ kết thúc những hành trình bất tận của cuộc đời. Chia tay Chí Bình, Hồng Long, ba đội chơi còn lại bước vào chặng đua cuối cùng, trận chung kết của cuộc đua kỳ thú 2012. Có những điều họ chưa bao giờ trải qua trong đời, nhưng sẽ phải vượt qua trong cuộc đua kỳ thú. Ba đội chơi đã vượt qua rất nhiều giới hạn của bản thân, tiếp tục chinh phục những thử thách mới. Ai thắng, ai thua, ai sẽ giành 300 triệu và ai sẽ chứng tỏ mình xứng đáng là biểu tượng cho cuộc đua kỳ thú 2012. Đón xem trận chung kết của cuộc đua kỳ thú 2012 vào 20 giờ thứ 6 tuần tới trên VTV3.